Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật vụ việc cô gái sinh năm 1995 quê Bắc Giang bị nhiều người lên tiếng tố cáo dựng chuyện về cuộc sống giàu sang để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngày hôm nay, vẫn có rất nhiều người chia sẻ về các thủ đoạn chiêu trò mà cô gái này sử dụng để chiếm được lòng tin của người khác. Về phần mình, thì cô gái đã có những chia sẻ trên trang Facebook cá nhân thể hiện sự hối hận, đồng thời mong được xin lỗi trực tiếp những ân nhân đã cho mình vay tiền. Trên trang Facebook cá nhân thì cô gái trẻ cho biết rất hối hận về việc làm của mình. Cô xin cúi đầu nhận lỗi và sám hối. Cô gái thừa nhận đã quá sai và mong nhận được sự khoan hồng của tất cả nạn nhân liên quan. Cô gái sinh năm 1995 mong có cơ hội được xin lỗi trực tiếp những ân nhân và những người bị hại liên quan. Cô xin mọi người cho mình cơ hội được quay đầu hoàn lương. Sau khi ổn định tâm trí, cô sẽ tìm kiếm công việc làm đạo đức và hợp pháp để trả nợ cho từng người. Dưới bài viết của cô gái trẻ, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước thủ đoạn lừa đảo, hòng chiếm đoạt lòng tin và tài sản của người khác. Một số người lại đặt vấn đề nghi vấn là trang Facebook đăng bài có thật sự là của cô gái này hay không. Liên quan tới vụ việc này, công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã nhận được đơn của một nạn nhân quê thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tố cáo cô gái sinh năm 1995, quê huyện Lạng Giang đã lừa đảo số tiền là 1,5 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của thanh niên này thì văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã nghiên cứu nội dung. Công an tỉnh Bắc Giang cũng ban hành nhiều hướng dẫn cho rằng là việc anh này có giao dịch chuyển tiền cho cô gái xảy ra chủ yếu là tại Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh nên không thuộc thẩm quyền thụ lý của công an Bắc Giang. Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị anh này gửi đơn cho công an tỉnh Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh để được xử lý theo quy định.